Sony Việt Nam đã trình làng dòng TV 4K HDR mới. HDR là chuẩn video đang dần phổ biến trên thị trường, có khả năng tái tạo hình ảnh với độ sáng, độ tương phản cao và màu sắc rực rỡ hơn. Thiết bị sử dụng công nghệ đèn nền mới giúp tạo nên thiết kế màn hình mỏng với các lựa chọn kích cỡ từ 55 inch đến 75 inch. Mẫu TV này hoạt động trên nền tảng Android TV cùng với giao diện độc quyền của Sony, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi một cách liền mạch giữa xem truyền hình với các dịch vụ Internet.